Trường Bách khoa Temasek tổ chức các khóa học về an ninh mạng. Kaspersky vừa ký thỏa thuận hợp tác trong 3 năm với trường Bách khoa Temasek để mang đến những khóa học về an ninh mạng cho các học viên của Kaspersky và người dân Singapore. Theo thỏa thuận hợp tác, Kaspersky cam kết mang đến các chương trình đào tạo và được trường Temasek công nhận là đơn vị huấn luyện được ủy quyền cho trường. Mối hợp tác nhằm mục đích củng cố vị trí của trường Temasek là đơn vị đào tạo chuyên nghiệp dành cho người trưởng thành. Ông Stefan Meyer Giám đốc điều hành Kaspersky khu vực APAC cho biết để đáp ứng những thách thức của nền kinh tế trong tương lai, các công ty tư nhân cần hỗ trợ phát triển, đào tạo các chuyên gia an ninh mạng để xây dựng khả năng phục hồi kỹ thuật số quốc gia. Trong thỏa thuận mới, trường Temasek sẽ quản lý và cung cấp các khóa học do Kaspersky phát triển về công nghệ đảo ngược phần mềm độc hại, ứng phó sự cố và phân tích kỹ thuật số, cũng như giám sát an ninh và tìm ra mối đe dọa mạng theo SkillsFuture series theo chứng nhận hợp tác giữa thành phố và Kaspersky kaspersky cho rằng giáo dục an ninh mạng phải cần có sự hợp tác giữa doanh nghiệp tư nhân và tổ chức công trong việc đối phó với số lượng các mối đe dọa mạng ngày càng tăng nhanh từ đó công ty an ninh mạng toàn cầu đã thực hiện nhiều dự án trên khắp thế giới để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân tài trên toàn cầu